vị, vào chiều 8 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip có nội dung cướp ô tô và cầu cứu cộng đồng tìm kiếm giúp. Ngay trong sáng 9 tháng 5, Công an quận Thanh Khê xác minh về nội dung video này. Đoạn video này xuất hiện khoảng 16 giờ chiều 8 tháng 5 và được trang Facebook Yêu Đà Nẵng chia sẻ tên nguồn Văn Phong kèm nội dung. Biến cướp ô tô, mọi người sẽ giúp mình. Theo hình ảnh, đoạn clip do một người đi xe máy ghi lại bằng điện thoại di động ở ngã tư Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập. Hai người phụ nữ và một người đàn ông chạy theo một ô tô. Khi đến ngã tư trên, nhóm người này bám và đập vào cửa gương phía tay lái chiếc ô tô và ra hiệu dừng lại. Được khoảng 30 mét, chiếc xe tăng tốc lao đi, trong khi hai người phụ nữ tri hô. Đoạn clip này nhanh chóng có hàng trăm lượt chia sẻ, hàng trăm ngàn lượt xem bởi tin rằng đây là một vụ cướp xe táo tợn giữa ban ngày. Tuy nhiên, một số nhân chứng tại hiện trường cho rằng đây chỉ là vụ va chạm giao thông. Hai người nữ, một người nam xuất hiện trong clip đuổi theo ô tô trắng để đòi bồi thường nhưng bất thành. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho hay, qua xác minh không có việc cướp ô tô như đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê khẳng định đây là tin thất thiệt do Facebook cá nhân đăng tải nhằm câu like, đáng nói một số trang mạng không xác minh đã đăng tải. Mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.